Xin chào các bạn. Hôm nay sóng tình yêu GB sẽ cùng đến với các bạn cho một cái chủ đề là 9 điểm giống nhau giữa đàn ông và đàn bà ngoại tình. Các bạn thân mến, việc người đàn ông ngoại tình và người đàn bà ngoại tình có những điểm giống nhau và có những điểm khác nhau bạn nha. Hôm nay video lần này của tôi sẽ chia sẻ với bạn 9 điểm mà có cái sự giống nhau giữa người đàn ông ngoại tình và người đàn bà ngoại tình. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhận biết ngay đó chính là người đàn ông hay người đàn bà ngoại tình cũng sẽ rất là chú ý, quan tâm, chỉnh trang đến cái vẻ bề ngoài, chăm sóc ngoại hình hơn trước đây. Đây là một cái điều mà rất là nhiều người nhìn thấy nhưng lại không để ý vì nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là muốn đẹp hơn mà thôi. Nhưng mà trong cái việc mà họ chăm chút về ngoại hình như vậy là cũng có những cái dấu hiệu cho thấy rằng họ đang muốn mình đẹp hơn trong mắt của người tình. Tóc tai, quần áo lúc nào cũng chỉnh chu, láng có, xịt nước hoa chẳng hạn. Luôn muốn mình thật là hoàn hảo trước mắt của nhân tình để kéo thêm cái sự yêu thương của đối tượng người tình đến với họ. Và cái dấu hiệu thứ hai mà người đàn ông và người đàn bà khi ngoại tình giống nhau đó chính là sợ nhân tình giảm yêu thương và giảm sự quan tâm cho họ. Chính vì vậy mà họ có cái sự lo sợ. Chính vì lo sợ nên họ muốn kiểm soát nhiều hơn trong cái mối quan hệ này. Ví dụ như là họ rất là quan tâm để ý đến điện thoại, thời gian sống và cái lịch trình của người bạn tình. Họ có thể kiểm soát ngầm hoặc là họ có thể ghen tuông bộc lộ ra một cách rõ ràng, thậm chí còn thoái quá nữa kìa. Khi mà đến một cái giai đoạn sâu đậm á, thì người ta bắt đầu muốn control, muốn kiểm soát luôn cả đời sống, sinh hoạt vợ chồng của nhân tình nữa. Đó là cái điều mà khiến cho nhân tình cảm thấy như là giữa họ có một cái thỏa thuận ngầm, nhưng một trong hai người lại bắt đầu đang có cái dấu hiệu tiêu cực và muốn xâm phạm vào đời sống của kẻ khác. Trong cái trường hợp mà người đàn bà đang có chồng, yêu một người đàn ông đang có vợ, thì cái việc này làm cho một trong hai người sẽ cảm thấy rằng rất là bức bối cái mối quan hệ này. Và thậm chí đó có thể là lý do để họ chia tay nhau nữa, vì không muốn đối tượng kia kiểm soát mình, cũng như là không muốn đối tượng nhân tình ảnh hưởng đến gia đình của họ. Và họ cảm giác như mất tự do trong cái mối quan hệ mà ngoài luồng. Vì họ cần tự do nên họ mới đi tìm một mối quan hệ bên ngoài. Nhưng mà cái mối quan hệ đó lại không đem đến cho họ cái sự thoải mái, cái sự tự do. Họ mất tự do trong cái thế giới tự do. Đó chính là lý do mà họ sẽ bỏ người thứ ba. Và có một cái vấn đề nữa các bạn. Khi mà nhận thấy nhân tình không có cái sự quan tâm với họ, họ không được gần gũi và họ có thể là nghĩ rằng người bạn tình của mình đã quan hệ quá nhiều với người bạn đời của nhân tình, thì khiến cho họ bị nổi ghen, họ bắt đầu trở nên tức tối và cấm đoán nhân tình của mình không được quan hệ với người bạn đời của nhân tình đó. Đây là một cái sự rất là vô lý, vì sợ nhân tình giảm cái sự yêu thương dành cho mình mà họ luôn ở cái thế muốn kéo nhân tình về phía mình. Đây lại là một cái hướng rất là tiêu cực trong cái việc mà người đàn ông và người thứ ba xây dựng một cái mối quan hệ ngoài rào hôn nhân, và cũng như là một mối quan hệ tạm thời và có một cái thời hạn nhất định. Cái điểm thứ ba giống nhau của người đàn ông và người đàn bà khi ngoại tình đó là gì? Cái tâm trạng của họ luôn nhớ nhung, khao khát, luôn muốn ở bên cạnh nhân tình của mình. Có những cái thời gian mà họ ở bên nhau tuy rằng ít ỏi nhưng mà họ rất là quý, họ rất là trân trọng cái khoảng thời gian đó. Gặp nhau ở những cái thời điểm mà gọi là ngắn ngủi nhưng mà đối với họ đó chính là sự đẹp đẽ nhất. Họ cảm giác như là họ thương nhớ da diết, mà họ cảm giác như là cái thời gian đó nó ít nhưng mà nó gần như là một cái loại nước cất, một cái loại tinh dầu, một cái loại thực phẩm gì đó khiến cho họ chạm tay sờ vào uống được
là họ cảm thấy khỏe lên, như là một cái liều tăng lực cho chính cái tâm hồn của họ. Cái điểm giống nhau thứ tư của một người đàn ông ngoại tình và một người đàn bà ngoại tình đó chính là gì? Cái sự lạnh nhạt chuyện chăn gối với người bạn đời. Đây là một cái dấu hiệu mà người vợ hay là người chồng nào trong hôn nhân cũng có thể dễ dàng nhận thấy. À, vì cả hai người đàn ông, đàn bà ngoại tình ấy, họ đều tìm thấy được cái sự thăng hoa ở nơi người bạn tình, thì họ sẽ không còn có cái cảm giác muốn tiếp xúc hoặc là muốn ân ái gần gũi với người bạn đời của mình nữa. Thậm chí họ né luôn. Họ lấy lý do là họ mệt, họ yếu, họ stress và họ muốn ngủ riêng. Họ không muốn đụng chạm vào cái người vợ, người chồng nữa. Vì họ có cảm giác có lỗi với nhân tình và họ có cảm giác như là họ muốn giữ trọn tình cảm cho một người trong cái thời điểm mà họ yêu được trọn vẹn. Đây chính là cái chuyện họ lạnh nhạt chăn gối với chính người vợ, người chồng của mình trong hôn nhân. Và một lý do nữa, đó chính là lý do thứ năm. Khi ở bên cạnh nhau, họ luôn muốn làm cho nhân tình vui nhất, hạnh phúc nhất. Đây có thể nói là một cái điểm đau nhất của những người vợ hay là người chồng biết đối tượng bạn đời của mình khi mà đi ngoại tình thì luôn có cái mong muốn như vậy. Họ luôn cẩn trọng, chỉnh trang, chú ý, chiều chuộng nhân tình của mình. Còn trong khi đó đối với người bạn đời thì họ có thể buông thả hơn bởi vì đã quen, đã thân và đã nhàm, đã cũ rồi. Họ biết lấy lòng người bạn tình, biết nói những cái lời yêu thương ngọt ngào, biết quan tâm bởi vì họ thấy được sự yêu thương, sự trân trọng, sự chia sẻ từ cái người nhân tình đó. Nhưng mà người chồng, người vợ của họ thì không cho họ cảm giác đó. Chính vì vậy mà họ sẽ quên dần chồng hay là vợ của mình khi đang có một nhân tình khác. Điểm giống nhau thứ sáu đó chính là ngoại tình nhưng mà họ không muốn bỏ gia đình. Có rất là nhiều người cho rằng người đàn bà khi muốn ngoại tình là muốn bỏ gia đình. Khi mà người phụ nữ đó chỉ muốn bỏ gia đình khi nào mà ông chồng quá tệ bạc thôi. Còn nếu mà ông chồng ở khoang không quá tệ bạc, một người đàn ông không quá tệ bạc vẫn yêu thương vợ con, nhưng mà chẳng qua người vợ không tìm thấy cảm xúc hoặc là không thể lên đỉnh được vì thiếu thốn tình dục, vì người đàn ông là chồng quá khô khan, vẫn là một người đàn ông tốt nhưng mà người vợ không tìm thấy được những cái cảm xúc người vợ cần, người vợ không được đáp ứng mong muốn của một người đàn bà, chính vì vậy mà họ không có cái cảm giác là muốn rời bỏ nhân tình. Vì sao? Một phần là họ cũng không tin vào nhân tình của họ. Tuy rằng là họ yêu thương, họ thích người đó, nhưng mà họ cũng không tin là người tình của họ sẽ bỏ vợ, bỏ chồng để đến với họ. Và họ cho rằng nhân tình á chỉ để là yêu tạm thời trong một giai đoạn thôi. Người nhân tình sẽ làm đúng cái chức năng của một người nhân tình, chứ không phải là người vợ, người chồng có thể sống bền lâu bên nhau được. Và đối với những người ngoại tình thì họ đều có cái bản tính ích kỷ, chỉ muốn thêm nhưng mà không muốn bỏ bớt ai hết. Tức là cái cảm giác lén lút khiến cho họ thấy rằng thích thú hơn, phiêu lưu hơn và muốn gần gũi với một cái đối tượng là người tình khác vợ hoặc là khác chồng của mình mà thôi. Còn nghĩ đến cái chuyện mà bỏ vợ bỏ chồng thì họ không nghĩ đến. Bởi vì giải quyết những cái vấn đề sau đó nó phức tạp, nó phiền quá đi, nó mất thời gian quá đi. Chính vì vậy mà họ sẽ không làm, họ không chọn cái cách đó. Và một cái lý do nữa mang tên là lý do thứ bảy đó chính là so sánh nhân tình tốt đẹp hào nhoáng hơn bạn đời. Cái tâm lý này nó diễn ra khi mà một ai đó đang say đắm, đang liệp, đang ngất ngây trong men tình khi mới bước vào cuộc tình và đang ở cái giai đoạn yêu thật lòng một người đàn ông hoặc một người đàn bà khác ngoài vợ ngoài chồng của mình, thì họ sẽ nhìn ra và họ sẽ bắt đầu chê bai người bạn đời của mình không tâm lý, người bạn đời không khéo léo, người vợ người chồng của mình không có tài giỏi bằng nhân tình, thấy ở nhân tình có nhiều cái ưu điểm phù hợp có thể thay thế bạn đời của mình, thay thế tất cả mọi cái điểm mà người đó đang cần. Tức là họ đang sống trong cái sự ảo tưởng, họ cho rằng người tình của họ là người tốt đẹp nhất và thậm chí những người tình là người đàn ông đang có vợ hoặc là người đàn bà đang có chồng, họ đến với nhau, họ ca tụng nhau và họ chê trách người bạn đời của nhau. Bây giờ chẳng lẽ tôi đặt câu hỏi, chẳng lẽ những kẻ ngoại tình luôn là cái người tốt đẹp
Còn những cái người bạn đời họ không bao giờ phản bội vợ chồng đều là những kẻ tồi tệ hay sao? Nó đâu có hợp lý, chẳng qua là vì họ đang yêu nhau, họ ảo tưởng cái điều như vậy. Tại sao mà họ thấy nhau đẹp như vậy? Bởi vì họ không sống thực với nhau, họ không có phải vất vả, họ không có phải cơm áo gạo tiền, và họ không phải chứng kiến, họ không phải nhìn nhau 24/24. Lâu lâu mới gặp nhau một lần thì cái lần gặp gỡ đó lúc nào cũng tốt đẹp, vui vẻ. Đó chính là cái lý do sống ảo giữa cái cuộc đời này. Chính vì vậy mới tạo nên cái sự so sánh kịch cỡm giữa người này và người khác là như vậy các bạn nha. Cái điểm giống nhau thứ 8 của một người đàn ông ngoại tình và một người đàn bà ngoại tình đó chính là cái việc họ ngoại tình nhưng mà luôn muốn giấu giếm cái việc ngoại tình của họ. Họ kín miệng, họ không tâm sự với bạn thân, họ không nói với ai điều này. Họ giấu và họ không bao giờ muốn lộ cái điều này ra cho ai biết. Bên ngoài họ vẫn là một người rất là tốt, một người đàn ông kín tiếng, một người phụ nữ kín đáo. Họ không bao giờ cho người khác biết về những cái việc riêng của mình. Thứ nhất là họ sợ bạn bè cười chê, họ sợ mọi người phát hiện, họ sợ mất đi hình tượng của bản thân. Họ không muốn người khác xem thường mình, họ không muốn người khác nắm và coi như là bắt được điểm yếu của họ. Họ không muốn người khác biết được cái điều xấu của bản thân mình. Họ sợ mất danh dự, họ sợ mất những cái thứ thuộc về họ. Tức là họ nghĩ rằng không nói ra sẽ tốt đẹp hơn. Đó là một cái việc riêng, một cái thế giới đó chỉ có hai người là tốt đẹp nhất, đặc biệt là những cái cặp có chồng mà không như ý, chồng yếu sinh lý đi ra ngoại tình bên ngoài, hoặc là có những người có vợ nhưng mà không thỏa mãn về đời sống tình dục, hoặc là vợ đanh đá chua ngoa nhưng mà vợ vẫn là người tốt, chỉ có là nóng nảy với lại ác khẩu thôi, thì chồng cũng chán vợ, muốn ra ngoài giải quyết và tìm thấy một đối tượng khác phù hợp hơn người bạn đời của mình. Họ sa ngã vào cái chuyện ngoại tình và tuyệt nhiên không bao giờ muốn cho người khác biết về cái chuyện họ đang ngoại tình cả. Cái điểm giống nhau thứ 9 cũng là cái điểm cuối cùng của một người đàn ông ngoại tình và một người đàn bà ngoại tình, đó chính là cuộc hôn nhân của người đó chắc chắn bị sao lãng. Họ không tha thiết, họ không còn tập trung nhiều cho cái việc xây dựng hôn nhân của bản thân nữa, mà bao nhiêu tâm trí họ tập trung và dồn đến cho cái nhân tình kia, mặc dù biết rằng cái đối tượng nhân tình đó không phải là người bạn đời của mình, nhưng mà họ dần không còn tập trung, không còn quá chú trọng đến cái đời sống hôn nhân của bản thân nữa. Họ không còn nghĩ nhiều về gia đình, họ bắt đầu sống ích kỷ hơn cho bản thân, chăm sóc mình hơn, nghĩ đến mình hơn và chỉ nghĩ đến nhân tình. Cảm thấy thậm chí là ác cảm, ức chế với chính người bạn đời của mình. Nhìn đâu cũng thấy bạn đời mình sai, nhìn đâu cũng thấy bạn đời mình có những cái lỗi lầm và cảm thấy như là dị ứng với người bạn đời của mình luôn. Và có những cái lúc họ muốn tách rời, trong một phút giây nào đó họ vẫn nghĩ rằng họ muốn bỏ rơi, muốn bỏ đi, họ chỉ muốn sống nhân tình mà thôi. Trong một phút lý trí yếu đuối, những người ngoại tình là người đàn ông có vợ hay là người đàn bà, họ cũng đều mong muốn là bỏ đi một hai ngày để được sống với nhân tình, để được đi du lịch cùng với nhân tình, sau đó quay trở về ngôi nhà của mình. Đây là những cái suy nghĩ rất là ích kỷ và tiêu cực, nhưng mà trong tâm lý của họ đều có cái mong muốn giống nhau là như vậy bạn nhé. Hôm nay sóng tình UGB chia sẻ đến với bạn 9 cái điểm giống nhau của một người đàn ông ngoại tình và một người đàn bà ngoại tình. Nếu bạn thấy giống nhau hãy cho tôi một like. Nếu bạn cảm thấy khác, không đúng, bạn hãy cho tôi những cái lời bình luận ở bên dưới bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau nhé.